Nhóm học sinh này bị điên rồi, bọn họ không những mở cửa phòng học ra để thây ma vào trong, thậm chí còn cố tình cắm loa âm thanh, phát nhạc để dẫn dụ đám thây ma đến. Mọi người ai nấy đều sắp không thể cầm cự nổi nữa, thậm chí, Desu còn phải dùng đến tiếng hét sư tử của mình để thu hút zombie, vẫn cần tăng thêm tông giọng, như vậy chúng mới nhanh chóng chạy đến. Chết tiệt! Đám thây ma thối tha khốn kiếp! Tông giọng này đã ngay lập tức truyền đến tai của bán thây ma Huy Nam, hắn tức tốc đuổi giết theo tiếng của Desu. Onzo vẫn cảm thấy uy lực của âm thanh chưa đủ đô, cả nhóm khua chiêng múa trống, chỉ thua mỗi tiếng pháo rền mà thôi. Đây là điệu nhảy cồng chiêng của thây ma hay sao? Thây ma kéo đến ngày càng nhiều, mọi người rõ ràng đang dần đuối sức nhưng vẫn cố gắng chống cự đến cùng. Chẳng lẽ bọn họ không nghĩ tới chuyện nếu như không trụ được nữa thì cả nhóm đều sẽ lên thớt thành BBQ hay sao? Cuối cùng Ujin chịu trách nhiệm đứng ngoài quan sát cũng lên tiếng, được rồi, bây giờ có thể ra ngoài được rồi. Thì ra bọn họ muốn tập hợp đám thây ma lại một chỗ, sau đó nhân thời cơ mà chạy lên sân thượng tìm kiếm sự sống. Mọi người đều đã rời khỏi, nhưng Desu vẫn đang cố gắng gồng mình chống chọi, mồ hôi đã lấm tấm trên khắp mặt của cậu rồi. Bạn tưởng cậu ấy là siêu anh hùng cứu thế cô độc ư? Không, cậu ấy chỉ là một thanh niên đang buồn đi ị mà thôi. Mẹ kiếp, tớ sắp ẻ ra quần rồi, đi lẹ dùm coi. Chàng trai mạnh mẽ trông san cạn lời, chỉ đàn lôi theo cổ của Desu cùng nhau bỏ chạy. Trên hành lang quả nhiên không có thây ma, bọn họ chạy bán sống bán chết, tức tốc xông lên tầng thượng, mà trên đó đang có một nam sinh yếu ớt cũng đang chờ đợi cứu viện. Lúc này vừa hay có một chiếc trực thăng xuất hiện trên bầu trời, cậu cố gắng khua tay múa chân cầu cứu. Đột nhiên cửa lớn ở phía sau có tiếng động, cậu tưởng rằng là thây ma đã mò đến mà ngơ ngác một phen, thì ra là Trông San và những người bạn đã lên đến sân thượng, nhưng cửa ở đây lại khóa cứng. Desu Do còn dùng hết sức bình sinh để phá cửa nhưng vẫn vô ích, hy vọng dường như đang biến thành hư vô. Jun Yeong chỉ có thể lên tiếng cầu cứu với bên ngoài, mà nam sinh ở bên ngoài kia nghe thấy tiếng hét định đi đến mở cửa cho họ, nhưng cậu ta lại bắt đầu do dự, lại chỉ còn lại mỗi hai chúng ta ở cái nơi địa ngục này. Nếu như tất cả đều chết hết thì thật tốt, toàn bộ từng người. Nghĩ đến đây, cậu ta đã thay đổi quyết định, đến rồi. Rất nhanh, đám thây ma đã đuổi đến tầng chót, trong nháy mắt chúng đã kéo lũ lượt đến như quân nguyên. Trông San và Su Hayok căn bản khó mà ngăn cản được chúng, mọi người nhanh chóng căng tấm bạt xuống để chặn thây ma. Đây cũng chỉ là kế hoãn binh tạm thời mà thôi, nam sinh yếu đuối kia cuối cùng cũng đợi được cứu viện. Những người khác thì sao? Thật sự chỉ còn lại mỗi cháu thôi ư? Chỉ còn lại mình cháu thôi, dưới tầng thì sao? Cả phòng học nữa, không còn ai cả, đã bảo chỉ còn mình cháu thôi mà, cháu chắc chắn chỉ còn một mình cháu chứ. Bọn họ đều là thây ma, tất cả đều đã chết cả rồi. Vài câu nói dối đơn giản của kẻ bị bắt nạt đã hoàn toàn bán đứng các bạn học đang nỗ lực chiến đấu kia. Desu và Jun Yeong vẫn đang nỗ lực phá cửa, Trông San và Su Hayok thì đang liều mạng ngăn cản lũ thây ma, nhưng bọn họ không hề biết tất cả những chuyện họ làm, chỉ hoàn toàn sự cố gắng trong công cốc. Nhà đã dột lại còn gặp đêm mưa. Đúng vào lúc này, một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Biểu cảm của Su Hayok và Trông San là kinh ngạc tột độ. Kẻ đến chính là Huy Nam, bán thây ma của hội chung một trái tim đến Crash Trông San để báo thù. Nam gia đột nhiên trở nên đáng sợ, những mạch máu đỏ thẫm dần nổi lên, cô chỉ dùng một tay bóp chặt lấy cổ của Huy Nam, nhấc bổng Huy Nam lên hệt như nhấc một con gà. Tại sao cậu vẫn chưa chết? Sau đó, mạnh mẽ ném bay màu hắn ta xuống bên dưới như ném một con chó. Lúc này, Haji đang ở bên dưới phòng giáo viên đã châm hỏa đốt trường, bởi vì cô cảm thấy các giáo viên và các bạn đều là những kẻ đáng ghét, nhưng không ngờ lại chính vì hành động sốc nổi này, trong vô tình đã cho nhóm học sinh bên trên một sự giúp đỡ lớn. Bởi vì xảy ra hỏa hoạn nên cửa thoát hiểm đã tự động mở, có điều sau khi ra ngoài họ lại càng thêm tuyệt vọng, trực thăng đã cất cánh bay lên cao. Bọn họ liều mạng vẫy tay kêu cứu, nhưng tiếng máy bay quá lớn, người ta không hề để ý đến bọn họ. Chẳng có chuyện gì có thể tuyệt vọng hơn khi nhìn thấy cơ hội đang dần bay đi ngay trước mặt. Mặc dù đã hoàn toàn mất hy vọng, nhưng bọn họ không hề từ bỏ tìm đường sống. Trực thăng đã bay đi rồi, còn có thể làm gì hơn được, chỉ có thể chờ đợi sự cứu giúp lần tới mà thôi. Bọn họ tức tốc tìm kiếm vật dụng để xếp tín hiệu SOS cầu cứu lớn hơn. Mặt trời sắp xuống núi rồi, nhiệm vụ tiếp theo của bọn họ chính là đốt lửa giữ ấm. Nhưng làm sao để nhóm lửa đây? Không có bật lửa, họ chỉ đành dùng phương pháp thời tiền sử, dùng gỗ để cọ sát sinh nhiệt. Nhưng lửa làm sao có thể dễ dàng nổi lên được chứ? Nhóm học sinh nhanh chóng nhận thức được sinh tồn quả không dễ. Tay của Jun Yeong đã rụng rời, nhưng một tia lửa cũng không hề xuất hiện. Tiếp đến là dựa vào Desu, nhưng như này mà gọi là nhóm lửa ư? Có phải là cậu sợ gỗ đau không, hay đang bảo vệ ra tay? Với sự cồng kềnh này thì khéo đến Tết Tây cậu ấy có thể nhóm được một nửa tia lửa đấy. Chúng ta có nên giết cậu ấy không? Thằng hâm cậu đang cầu nguyện à? Quả nhiên sau khi đổi người, chỉ trong vài phút đã bắt đầu xuất hiện khói, nhưng lại Su Hayok đẹp trai lại không thể thổi vớt được lửa lên. Lúc này, họ mới biết trân trọng bật lửa và người phát minh ra nó. Nam gia thấy Crash chuẩn bị phải mài tay cho gỗ liền, dùng cái này đi. Hút thuốc có hại cho sức khỏe, hãy ngừng hút thuốc ngay từ bây giờ. Thật ra tớ có hút thuốc.
sao cậu không nói sớm? Bên này, Na Yeon đang xem video trước đó các bạn ghi hình ở bên ngoài phòng nhạc. Nhìn thấy các bạn cho dù đang lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng này, vẫn có thể giữ lại sự vui vẻ lạc quan. Nói không hề ngưỡng mộ chút nào thì là giả. Cô muốn quay lại hòa hợp với bọn họ. Na Yeon lấy nhét đồ ăn vào trong một chiếc túi, định lên sân thượng để giúp đỡ các bạn. Nhưng khi Trông San nhắc đến Gyeongsu, động tác tay của Na Yeon bỗng khựng lại. Cô cảm thấy bản thân không xứng đáng có được sự tha thứ. Vào khoảnh khắc này, dường như cô đã nhìn thấy linh hồn của Gyeongsu xuất hiện trước mắt của mình. Đúng vậy, Gyeongsu chính là do cô hại chết. Chuyện đã đến nước này, cô còn có mặt mũi gì mà đi tìm kiếm sự tha thứ của mọi người chứ? Không ngờ Na Yeon có thể vọng tưởng đến chuyện các bạn có thể tiếp nhận lại mình, thật đúng là mắc cười. Nhưng cô lại trầm tư nhớ đến những lời trước đó cô chủ nhiệm đã nói, lần này đổi lại em hãy giúp các bạn đi, cho dù là chuyện gì, chỉ cần có thể giúp được họ. Cô giáo chủ nhiệm đáng thương của chúng ta, đến cả khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh vẫn luôn lo lắng cho học sinh của mình. Cô tuyệt đối không thể để phụ sự kỳ vọng của cô giáo được, kể cả không phải vì cô giáo, cô cũng phải dũng cảm làm chuyện này. Chỉ cần cô có thể thật sự giúp đỡ được bọn họ, về chuyện họ có tha thứ hay không cũng đâu có liên quan gì chứ. Cô chỉ muốn bù đắp lỗi lầm mà mình đã gây ra, nhưng vận mệnh dường như không cho cô cơ hội. Trên tầng thượng, Onzo đang ngồi thu lu một góc trầm tư nhìn mọi người. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng động từ phía sau, ngẩng đầu lên xem, chính là quý ngài bất tử Huy Nam lại đến tìm trái tim Trông San để móc mắt. Đúng là chàng trai vàng trong làng cố chấp. Onzo không dám tin Huy Nam rõ ràng đã rơi xuống từ tầng 4, mà lúc này lại đang lành lặn không một vết xước thình lình xuất hiện. Khi Huy Nam chuẩn bị bắt đầu dùng món khai vị Onzo à, thì hắn đã crush yêu quý. Huy Nam lập tức bỏ rơi Onzo, hung hăng xông lên, quật ngã Huy Nam. Lần này, hắn đặc biệt đến để móc mắt của Huy Nam trả thù. Onzo đến ngăn cản nhưng đã bị Huy Nam hất bay ra, còng lưng cả nửa ngày mà vẫn chưa móc nổi mắt của Trông San. Đừng hỏi tại sao, hãy hỏi biên kịch tại sao không cho thấy các bạn không địch nổi hắn. Nam gia lập tức thể hiện siêu năng lực hệ bán ma của mình, nhưng lần này cô không phải là đối thủ của một kẻ thây ma bất tử vừa ăn no căng lên đó cũng chỉ thành một mẩu để Huy Nam chơi đùa mà thôi. Thấy vợ tương lai của mình bị người khác hành lên hành xuống, Su Hayok không thể nào nhịn nổi, anh lập tức xông đá hắn một cái, nhưng anh nhanh chóng đã bị Huy Nam ép đến lan can, ngàn cân treo sợi tóc. Nam ra xông lên, hất nhẹ một bàn tay đã khiến Huy Nam lại một lần nữa bay xuống bên dưới. Sau đó, khi cả nhóm ngồi quây quần bên lửa trại, Nam ra đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó, đến rồi. Mọi người nhìn ra đằng sau, một chiếc trực thăng đang hướng đến họ từ phía xa. Lần này, cuối cùng họ cũng đợi được sự cứu giúp. Theo trình tự, các sĩ quan tiến hành đo nhiệt độ cho họ. Nhưng Su Hayok lúc này bỗng hoang mang, Nam gia là một người bị lây nhiễm. Nếu lỡ như bị mò ra, thì phải làm thế nào? 34,5 độ. May mà thân nhiệt không phải ở mức quá thấp, bọn họ liền cho rằng Nam gia chỉ là đang bị nhiễm lạnh nên đã đưa cho cô vật dụng giữ nhiệt. Sau khi kiểm tra xong, sĩ quan nói với các học sinh, bọn họ phải xuống dưới thực thi một nhiệm vụ trước, xong xuôi mới có thể dẫn bọn họ cùng đi. Thì ra quân đội cần đến phòng thí nghiệm lấy ghi chép về bệnh dịch trong laptop của thầy khoa học, bên trong có biện pháp đối phó với virus gây ra đại dịch sát sống. Sau khi thành công lấy được laptop, bọn họ chuẩn bị đưa các học sinh rời khỏi thì đột nhiên chỉ huy quân đội nhận được một tin cấp báo, trong khu cách ly xuất hiện một sự việc người nhiễm bệnh cắn chết người, cũng có nghĩa là trong số những người dân họ cứu khéo khi vẫn có một vài thành phần bị lây nhiễm không biểu hiện. Vì vậy ông thà giết nhầm còn hơn bỏ sót để bảo vệ nhiều người hơn. Chỉ huy giữ cái đầu lạnh hạ lệnh cho đội đặc vụ từ bỏ cứu viện các học sinh, đồng thời còn hạ lệnh bắn chết bọn họ phòng ngừa hậu họa. Nhưng sĩ quan lại trần trừ không chịu nổ súng, cuối cùng chỉ đành mặc kệ bọn họ tự sinh tự diệt. Thấy lại một lần nữa bị bỏ rơi, các học sinh đã rơi vào cùng cực tuyệt vọng. Đúng vào lúc này, một tiếng sấm vang lên, những hạt mưa rào rào từ trên trời xuống, các học sinh khô héo vì thiếu nước cuối cùng cũng được hồi sinh. Lúc này Nam gia bỗng phát hiện sự lạ thường của bản thân, thính giác và khứu giác của mình dường như đã trở nên kém hơn. Cô suy đoán những thây ma khác chắc chắn cũng giống vậy, với việc ở đây chờ chết đói chết khát thì không bằng chạy ra ngoài tìm đường sống. Mọi người quyết định nhân cơ hội ngàn năm có một này để thử mạo hiểm một phen. Vì để đề phòng có người bị rớt lại, họ lập thành hai người một nhóm, người này nắm chặt tay người kia, mỗi người đều có bạn cặp của mình ngoại trừ một chàng trai cô đơn. Ok. Khi đi xuống dưới tầng, bọn họ phát hiện quả nhiên như những gì Nam gia suy đoán, các thây ma đã trở nên trì trệ hơn hẳn, lúc này họ mới có thể an tâm rời đi. Nhưng khi lẳng lặng chạy đến bên một chiếc xe tải, Trông San bỗng khựng người, mẹ của cậu không ngờ đã đến trường. Trông San à. Hai người đứng nhìn nhau giữa cơn mưa, nhưng khi Trông San nhìn kỹ lại thì mới phát hiện người đứng trước mặt mình đã không còn là người mẹ thân yêu nữa, bà đã biến thành một thây ma hung dữ.